Lời nói đầu tiên cho phép tôi được thay mặt toàn đội dự thi từ trường Trung học phổ thông Vị Thanh xin gửi đến quý ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể khán giả lời chào trân trọng nhất. Kính thưa ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể khán giả, đến với hội thi tiếng hát giáo viên ngành giáo dục trung học phổ thông 2024 hôm nay, đơn vị trường Trung học phổ thông Vị Thanh xin tham gia với chương trình Trung học phổ thông Vị Thanh những bước đi lên. Tôi yêu nghề giáo của tôi. Bên bao lớp trẻ vun bồi yêu thương bên nghề giáo của chúng tôi, bên mái trường Trung học phổ thông Vị Thanh, mái trường với hơn 60 năm hình thành và phát triển, nằm bên dòng kênh sáng Xà No hiền hòa và thơ mộng. Chúng tôi nguyện như những bông hoa tỏ hương thơm ngát, như những mầm xanh vươn mình từ đồng bằng cho bao lớp trẻ thơ ước mơ bừng sáng. Và đó cũng là những ca từ trong ca khúc đầu tiên của chương trình, bài hát được mang tên Trung học phổ thông Vị Thanh, ngôi trường dấu yêu, sáng tác và trình bày Mai Oanh. Tiết mục thứ hai, tam ca Tiến lên phía trước, tác giả cùng Minh Tiến, trình bày Hoàng Tú, Chế Linh và Chí Tâm. Và tiết mục cuối cùng, hành khúc người đưa đò, do toàn đội trình bày. Và sau đây chương trình thi diễn của trường Trung học phổ thông Vị Thanh xin được phép bắt đầu. Thank you.
Đường lên phía trước.
là những người lừa đò mang trong mình tình yêu quê hương chúng ta. Mùa đông đến đêm lòng nhịp tình, mùa xuân cưới cho người nụ cười trang xanh hồng đẹp như gấm hoa. Hát lên cùng những người lừa đò luôn yêu đời lòng quên đi bao năm đó. Trường trung học phổ thông Thanh đến đây là kết thúc. Cuối đời với những ban tổ chức, ban giám khảo, khán giả, bây giờ mình sẽ chúc mọi người thành công tốt đẹp, xin trân trọng.